Trong những năm gần đây, chủ đề tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đã và đang tạo ra những đóng góp lớn về nhận thức cho các chương trình hành động của thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam theo hướng phát triển bền vững. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang phát thải khoảng 38,5 triệu tấn carbon mỗi năm. Trong đó, ngành sản xuất công nghiệp chịu trách nhiệm cho khoảng 20 triệu tấn và ngành giao thông khoảng 13 triệu tấn. Với quyết định số 3273 trên quy đề UBND, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giảm phát thải 10% vào năm 2030 và 30% nếu có thêm sự trợ giúp quốc tế, tương đương với khoảng 4-12 triệu tấn carbon trong vòng 7 năm tới. Các cái vấn đề về an ninh năng lượng, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học của thành phố, thì đây là những vấn đề nội tại mà chúng tôi thấy nếu không chuyển đổi xanh, nếu không tiếp cận với xu thế của thế giới, nếu không có những chính sách cụ thể lâu dài, thì chắc chắn là nền kinh tế thành phố sẽ không tạo ra những giá trị mới. Về nguồn lực thì có tài chính xanh, nguồn nhân lực chất lượng cao, có một sự kết nối trong nước và hợp tác quốc tế. Mặt bằng pháp lý của Việt Nam cũng như của thành phố Hồ Chí Minh thì thật sự là cần phải tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện hơn. Kinh nghiệm để làm sao thành phố Hồ Chí Minh có thể có được những cái mô hình để có thể huy động được nguồn lực đó, có thể đưa nguồn lực đó vào đúng chuyển đổi xanh, đúng trọng tâm để tạo ra hiệu quả. Với những mục tiêu trên, nhiều hiệp hội doanh nghiệp đã dần bắt đầu hành động. Không chỉ để nhanh tiến độ trong việc kiểm kê khí thải, các doanh nghiệp có thể chuyển đổi xanh bằng cách thực hiện một loạt các biện pháp như thay đổi trong hoạt động kinh doanh để giảm tác động tiêu cực đối với môi trường và tạo ra giá trị bền vững. Các doanh nghiệp hầu hết bây giờ đã phải bỏ các cái hệ thống nồi hơi, đốt nồi hơi bằng than, bằng củi, bằng các cái vật liệu khác, phải đầu tư vào những cái hệ thống nồi hơi điện. Để đầu tư các cái hệ thống này thì cần phải tài chính. Thế thì giải pháp nào để mà các cái nhà tín dụng họ đầu tư vào thì phải đưa ra một cái yêu cầu và giải pháp về đầu tư, đặt các cái chuẩn mực đánh giá của các nhãn hàng. Chúng tôi sẽ đưa ra một cái hướng lựa chọn là chúng tôi liên doanh với một số các tập đoàn như của The Hut của Hà Lan. Với cái công suất mà chúng tôi đang dự kiến tất cả những cái hệ thống các trang trại từ Tây Nguyên, từ Tây Ninh đều sử dụng cái hệ thống các trang trại Global Gap để tạo cho các doanh nghiệp có một cái niềm tin sử dụng những cái công nghệ đó và để chúng tôi tạo ra những cái trang trại xanh sạch như vậy. Làm sao để thực hiện? Thứ nhất là vốn, hai là công nghệ. Tôi nghĩ là nhà nước trước tiên là làm sao là tạo cho mọi doanh nghiệp đều nắm bắt được những cái yêu cầu về là giảm phát thải của là quốc tế nói chung, là của đất nước mình tôi riêng. Các chuyên gia cho rằng các dự án chuyển đổi xanh cần có độ phủ rộng, bao gồm sử dụng năng lượng tái tạo, tối ưu hóa hiệu suất năng lượng, thay thế vật liệu xanh hơn, cải tiến quy trình sản xuất, phát triển sản phẩm thân thiện môi trường, thúc đẩy sử dụng công nghệ sạch, tối ưu hóa quản lý chất thải, tích hợp quản lý môi trường vào chiến lược kinh doanh. Để chuẩn bị cho việc tham gia thị trường carbon bắt buộc, các doanh nghiệp tiên phong thậm chí tuyên bố những cam kết tham vọng hơn như trung hòa carbon hoặc phát thải ròng bằng không. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là cần điều hướng dòng vốn đến công cuộc giảm phát thải, việc tăng tiếp cận đến các cơ hội từ trái phiếu xanh cho vay xanh. Thị trường carbon tại Việt Nam thật sự ra rất là sơ khởi. Cái vấn đề của chúng ta là nếu mà chúng ta muốn xuất khẩu mạnh mẽ, cần phải có chứng chỉ carbon. Chúng ta nói đến trái phiếu xanh, vấn đề ở Việt Nam còn rất là khiêm tốn. Và đặc biệt nữa, các nhà đầu tư, ai mua trái phiếu xanh? Khi mà các thành phần kinh tế không quan tâm đủ đến cái vấn đề bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường nên đưa ra những cái chỉ tiêu về trái phiếu xanh. Công trình xây dựng, đây là một cái mảng mà IFC đã tập trung đầu tư và có những cái công cụ có tính khoa học và được các cái tổ chức tài chính khác cùng công nhận để có thể xác định được một vấn đề thế nào là xanh. Để thu hút tài chính xanh đúng không ạ? Thì các anh chị cần phải xác định được mình xanh ở cái gì, mình xanh như thế nào. Đơn cử ở Việt Nam là đã có gần 3 triệu mét vuông sàn nhà ở đã chứng chỉ xanh, tiếp nối là các cái công trình công nghiệp và công trình nhà xưởng đã chứng chỉ xanh. Riêng với thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết 98 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 đã mở ra một số cơ hội cho thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm quy chế mới trong quản lý ngân sách nhà nước và thí điểm thị trường carbon. Để có thể triển khai rộng rãi tài chính xanh, thành phố Hồ Chí Minh cần ban hành các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, đòn bẩy kinh tế cho thị trường trái phiếu xanh, cổ phiếu xanh để động viên, khuyến khích sự tham gia của người dân và doanh nghiệp trên cơ sở vận dụng, cụ thể hóa Nghị quyết 98 đã được Quốc hội khóa 15 thông qua. Tuy nhiên,
vấn đề tài chính về bảo vệ môi trường tại Việt Nam còn nhiều hạn chế, đặc biệt là tín dụng xanh. Hiện các ngân hàng cho vay trong lĩnh vực bảo vệ môi trường còn hạn chế, trái phiếu xanh về bảo vệ môi trường tại Việt Nam hiện chưa có nhiều. Tuy nhiên, việc tạo tín chỉ carbon không dễ. Hiện những cái tạo ngay được tín chỉ carbon là năng lượng tái tạo. Còn những cái dựa trên tài nguyên, đất đai rất khó vì liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng. Còn một nhóm liên quan đến chuyển đổi công nghệ để tạo phát thải thấp hơn hiện trạng cũng không dễ dàng. Nếu chúng ta làm chậm quá thì chúng ta bỏ lỡ cơ hội. Tại vì có những doanh nghiệp, có những ngân hàng ở Singapore họ cũng nói với tôi là hiện nay đang có một giải pháp là họ sang đây họ mua trung gian rồi họ mang qua Singapore họ bán. Chúng ta mất cả cái phí trung gian mà tại sao chúng ta không mang về thành phố Hồ Chí Minh làm, nơi mà chúng ta cũng đang có một cái sàn giao dịch chứng khoán lớn của cả nước và cũng là một cái trung tâm tài chính của cả nước. Tức là nhân lực và bản thân rất là nhiều tổ chức quốc tế khi mà họ tiến hành đo lường tính giá carbon vân vân họ đang ở Hồ Chí Minh. Với những ý kiến tâm huyết tại diễn đàn, hy vọng rằng các nội dung liên quan sẽ tiếp tục được ghi nhận, thực thi. Từ đó, tài chính xanh, thị trường tín chỉ carbon sẽ sớm trở thành chính sách cụ thể để doanh nghiệp thực hiện và mang lại kết quả tốt đẹp.